Em đẹp thế, Pleiku ơi, trái tim tôi như muốn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku biên hồ đây. Vâng ạ, thưa tất cả quý vị, hiện tại thì đằng sau Lương Quang Huy và Giang Thái đó chính là Hồ Tơ Nưng, hay còn được biết đến là biển hồ Pleiku, nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku, tọa lạc tại thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai. Thật ra thì Giang Thái đã nghe rất nhiều về vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của Hồ Tơ Nưng, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Giang Thái được chiêm ngưỡng thực tế như thế này. Phải nói là wow lên với sự xinh đẹp ở đây thưa quý vị. Và ở nơi đây, ngoài vẻ đẹp nên thơ thu hút sự quan tâm của du khách với biển hồ nước, thì còn phải kể đến một nơi nữa chính là biển hồ chè, cũng hấp dẫn không kém nha Giang Thái. Vậy thì ngay bây giờ Giang Thái và Quang Huy sẽ đưa quý vị khán giả đi tham quan biển hồ chè để xem nơi đây có gì thu hút nhé. Đi thôi. Hồ Tơ Nưng không chỉ là hồ nước ngọt cung cấp nước cho thành phố Pleiku, mà còn là điểm đến thu hút khách du lịch mỗi khi đến Gia Lai. Vẻ đẹp của hồ nước này được ví như đôi mắt người sơn nữ, trong vắt, xanh thẳm. Khi hoàng hôn dần buông, ráng chiều nhuộm đỏ lòng hồ, mặt hồ chỉ còn những con sóng gợn nhẹ, mở ra khung cảnh nên thơ. Bên cạnh biển hồ nước là biển hồ chè xanh mênh mông, cách thành phố Pleiku khoảng 13 km, tọa lạc trên địa bàn huyện Chư Pa. Sở dĩ gọi là biển hồ chè bởi đây là sự kết hợp giữa hồ nước thủy lợi và nương chè bạc ngàn. Dạ. Chào anh Cường. Em chào anh Cường. Dạ. Wow, vườn chè của mình xanh mát mắt quá anh Cường ha. Cảm ơn các em. Anh Cường cho em hỏi là việc mà mình thu hoạch thì nè, thì mỗi đợt mình thu hoạch thì nó sẽ cách nhau bao nhiêu lâu, và cái thời điểm nào là thời điểm mà mình sẽ thu hoạch được cái lá chè ngon nhất? Tức là vườn chè của anh đặc thù là anh có nghỉ đông 3 tháng, từ tháng 1 đến tháng 3. Giữa tháng 3 anh sẽ bắt đầu hái, thì đây là gọi là chè xuân. Hương vị ngon nhất của vườn chè là khi hái chè xuân. Anh hái liên tục từ giữa tháng 3 đến hết tháng 12 thì lại bắt đầu là nghỉ. Và để có được một cái lá chè như thế này thì mình trồng bao lâu thì mình sẽ thu hoạch được với anh Cường? Quy trình trồng chè thì 3 năm là trồng đầu tư. Hạt tạo tán đến bắt đầu năm thứ tư thì bắt đầu là sẽ thu hoạch. Công ty áp dụng quy trình trồng chè hữu cơ, phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học được Bộ Y tế cho phép. Cái quan trọng nhất để cho có cái hương vị chè ngon là phải cách ly đúng thời điểm, đủ 7 ngày đến 10 ngày. Trước khi hái là không được bón phân, bón thuốc. Chỉ tưới nước thôi đúng không? Đúng rồi, thì tưới nước. Là em thấy là anh bức như thế này là mình sẽ sử dụng hết luôn nguyên cái phần này hay sao? Không em, quy trình hái chè A của anh là chỉ có một tôm và hai lá. Đây gọi là một tôm và hai lá. Đây thế này. Là một đoạn hai lá đúng không? Đây tôm này. Đây giống như con tôm này. Và con gọi là tôm và hai cái lá này. Bây giờ anh Cường có thể cho em với lại Giang Thái được trải nghiệm được hái chè đâu không? Tại đây em thấy anh với lại mấy anh chị đi hái say sưa quá. Muốn trải nghiệm thử. Mời hai em. Dạ thưa con chào cô. Chào con. Cô có thể vừa chỉ cho con với Giang Thái vừa ngắt mình nói chuyện nhau luôn ha. Con cầm vào đây một tôm, hai lá non là gọi là chè A. Mà đều hái thêm một lá là chè B. Nếu khi mà muốn băng tán chè để chè ra nhiều là chè C. Cô, nhưng mà con có nghe nói là cái thời điểm mà mình hái chè ở trong ngày á, nó cũng sẽ quy định luôn là cái độ ngon của chè và cái độ đậm đặc của chè đúng không cô? Đúng rồi. Ý là thời gian từ 8 giờ sáng đến 10 giờ là chè ngon. Khi mà mình thu hoạch một cái giỏ như thế này á, thì mình sẽ sấy ra được khoảng tầm bao nhiêu gram trà cô ha? Thì 4 kg chè búp non là 1 kg trà khô. Một ngày cô hái được cỡ bao nhiêu cái gùi đó cô? Một buổi chắc được 10 kg thôi. 10 kg. Thôi, một mình cô hái mà 10 kg. Bây giờ cho con với Giang Thái hái phụ cô nha. Phụ được nhiêu hay bấy nhiêu cho cô đỡ cực nha. Bây giờ em với Huy thi đi coi ai hái được chè loại 1 nhiều nhất. Cái này hả, anh nghĩ chắc là em sẽ là người chiến thắng. Thôi bây giờ mình cứ hái đi em ạ. Những búp chè non sau khi hái sẽ chế biến ngay để đảm bảo được độ tươi và chất lượng thơm ngon của chè. Sau khi hái, những lá chè sẽ được làm héo sơ bộ trong vòng khoảng 4 đến 8 tiếng và được đảo mỗi tiếng một lần để chè héo đều và đạt yêu cầu. Khi lá chè đạt đến độ ẩm và có hương thơm nhất định, sẽ được đảo tơi trước khi đưa vào máy vò trong vòng 2 tiếng.
công đoạn ủ để lên men được xem là quan trọng nhất trong quy trình chế biến chè. Thời gian lên men khác nhau sẽ cho ra hương vị chè khác nhau. Sau khi lên men, những lá chè sẽ được cho vào máy sấy và đóng gói hoàn chỉnh. Nãy giờ anh em mình đã đi thăm vườn chè, thì bây giờ anh muốn mời hai em vào đây thưởng thức hương vị chè biển Hồ. Dạ. Hiện nay là công ty đang sản xuất hai loại chè khác nhau, một loại chè là chè xanh và một loại là hồng chè. Hồng chè này là lâu nay là các nước châu Âu uống, còn cái chè xanh này thì công ty hiện nay đang xuất cho các nước Trung Đông. Mời các em uống thử thưởng thức cái chè hồng chè. Làm các loại trà sữa trà đấy là dùng thế này. Dạ. Dạ tụi em mời anh Cường ạ. Thơm quá. Nó không có bị đậm vị quá. Riêng cái loại chè này á thì nghe nó rất là thanh, có nghĩa là nó hơi chát nhẹ thôi. Em thấy là cái hậu vị của nó khi mà nó vào trong cái cổ họng của mình á thì nó ngọt và nó dễ chịu hơn. Nhưng mà có cái điều này em muốn hỏi á, là chỉ là phụ thuộc vào cái quy trình sản xuất của mình thôi mà nó sẽ ra là hồng chè hay là chè xanh hả? Hay là nó có phải là dựa vô cái cây đó, là cái cây chè đó như thế nào không? Vườn của anh hiện nay có 3-4 giống chè khác nhau. Cái giống chè mà để sản xuất ra hồng chè là anh là gọi là chè san tuyết. Riêng cái giống chè này để làm cái hồng chè nó rất ngon. Dạ rất ngon, nó rất là dễ uống luôn anh. Cái chè ở Pleiku của mình á, nó khác gì so với Lâm Đồng hay là Thái Nguyên anh? Nói chung là quy trình sản xuất chè xanh thì ở đâu cũng giống nhau. Dạ. Nhưng mà chè anh thì do cái thổ nhưỡng đất là đất núi lửa. À, và được tưới là nước là rất tinh khiết, là nước của biển Hồ Tơ Nưng này, nên là hương vị nó rất là đậm đà và nó được rất nhiều nước. Chè của anh pha 4-5 nước vẫn cứ uống được. Nãy giờ là mình thử cái hồng trà rồi đúng không? Bây giờ em muốn thử cái trà xanh. Dạ. Mời em. Nghe cái màu của nó màu đẹp nó quá. Màu thì nó lại rất xanh. Cá nhân của em là em thích trà xanh, tại vì em rất là thích vị trà đậm. Nhưng mà công nhận thiệt nha, nó đậm thiệt anh, chứ không phải là đậm giỡn nha. Thật sự là em không phải là người thích uống trà, nhưng mà thật sự là cái vị trà này á, nó có một cái điều rất là hay. Khi mà mình uống vào á thì đầu tiên mình thấy nó hơi đắng, nhưng mà được một cái là cái hậu vị của nó thì nó không bị nhẫn. Tương lai anh có ý định là mình sẽ gọi là mở rộng cái quy mô sản xuất như thế nào để định hình cái chè biển Hồ mà mở rộng sản xuất thì bọn anh chưa tính đến, nhưng mà anh bây giờ định hướng trong năm này và chắc năm tới là sẽ chuyên sâu lên, nâng tầm chè lên là chỉ thu hái chè A thôi, và để nâng cao giá trị của cái sản phẩm cuối cùng lên cho các nước gọi là khó tính như thị trường Nhật và thị trường Hàn Quốc. Hy vọng là sau này mình sẽ thấy được là nhiều sản phẩm chè của Pleiku Gia Lai của mình sẽ đến nhiều hơn với bạn bè trên khắp thế giới. Chúc anh có được nhiều sức khỏe và tiếp tục với việc đem văn hóa trà đến nhiều hơn đến với mọi người. Cảm ơn anh. Cảm ơn các em. Đồ chè không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho bà con nơi đây, mà còn là địa điểm du lịch sinh thái được du khách tham quan khi đến với phố núi Gia Lai. Giữa đồ chè xanh biếc, thưởng thức tách trà ấm nóng đem lại cảm giác thú vị và an lành. Thưa tất cả quý vị, được trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của biển Hồ chè Pleiku, bên cạnh đó chúng ta còn được thưởng thức hương vị chè đặc trưng của vùng đất này nữa. Đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời đúng không Diễn Thái? Chính xác, có như vậy thì chúng ta mới có thể biết được rằng là Việt Nam chúng ta có những vùng đất đẹp và cần được khám phá như thế nào. Hy vọng rằng Việt Nam mến yêu sẽ luôn đem lại cho quý vị những khoảnh khắc thú vị nhất khi thưởng thức chương trình của chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 19:50 thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Quang Huy và Giang Thái xin chào và hẹn gặp lại. Phố núi Pleiku không chỉ được biết đến với những danh thắng mà còn là nơi hội tụ của nhiều món ăn hấp dẫn. Đến với Gia Lai, MC Quang Huy và Giang Thái không quên khám phá nét ẩm thực đặc trưng nơi đây. Mời quý khán giả đón xem hành trình này cùng với Việt Nam Mến Yêu, được phát sóng vào lúc 19:50 thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.